Hello, hello cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tình Yến Vlog nha. Đây là cái bánh sinh nhật của em này. Bây giờ em sẽ review cái bánh này cho mọi người xem nha. Chúc mừng mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của em. Và nhớ đăng ký ủng hộ cho Tâm Tình nha mọi người ơi. Ủng hộ cho chị Tâm Vlog nha. Bây giờ em sẽ mở bánh ra cho mọi người xem này. Đây là cái hộp bánh đây mọi người. Em sẽ mở ra nha. Hello, hello. Happy birthday to me, to myself. Đây là sinh nhật chính em nhé mọi người. Đây là chiếc bánh sinh nhật. Đó, ta sẽ mở nó ra. Tên 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 bánh sô cô la. Cả nhà thấy xinh không? Happy birthday này, nó rất là đơn giản thôi, có tiền này. Ba bông hoa hồng này. Đó. À, xem họ cho cái gì nữa nha. Ồ, có nến này, có mũ này mọi người. Đeo luôn. Happy birthday to me. À, đây là cái nến nến cắm ở bên trên này mọi người. À, nến này gọi là nến phụt ấy. Đốt vào đây rồi nó phụt lên này. Bên cạnh giấy thì còn có cả nến dây này, nến nhỏ ấy. Mọi người nhìn rõ không? Có dĩa này, xem họ cho mình cái dĩa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái dĩa mọi người. Đấy. 8 cái dĩa. Trời ơi, họ cho hẳn hai cái, ôi 10 cái dĩa luôn hay sao ấy. Đây 10 cái dĩa luôn, còn hai cái ở trong này em chưa nhìn ra. Đấy, con dao cắt bánh này, con dao nhựa để cắt bánh nhé. Ừ, đây rất là đầy đủ luôn nhé. Họ còn cho thêm cả một cái nến nữa này mọi người, nến phụt này, là hai cái nến luôn ấy. Bình thường là chắc là chỉ được một cái nến thôi. Và đây cho 10 cái dĩa thì chắc phải cho 10 cái đĩa, em phải đếm một. Đĩa này là đĩa nhựa ăn một lần rồi vứt đi đấy mọi người. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, họ cho một cái set là 10 cái đĩa và 10 cái dĩa. À, chắc là cũng 10 cái nến quá. Đúng luôn đấy mọi người, 10 cái nến này, 10 cái đĩa này, 10 cái dĩa này. Đấy, một cái nến này, nhưng mà đây người ta cho thêm một cái thành hai cái nến này. Một con dao này. Đó. Happy birthday to me, happy birthday to Tâm lovely. Yes. Đây cả nhà ơi. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Xíu nữa mấy mẹ con em sẽ cắt bánh nha, bây giờ em cắm nến này. Mở sao ta? Nó ngắn ngắn thôi. Mà cái nến này nó dài quá. Cái nến ngắn mà nó có cái chân ấy mọi người. À, bây giờ em cứ cắm vào đây cho nó đẹp. Nến cây, nến dài. Nhiều nơi là họ cho cái nến ngắn. Nên ngắn thôi một cái thôi xong rồi rút ra luôn. Đó. Trời, cắm luôn 10 cái sắc màu lên đi cho nó đẹp nha. Xanh đỏ tím vàng luôn. Mỗi bên 5 cái. Ô 12 cái nến. À. 12 cái nến chứ không phải là 10 mọi người ạ. 12 cái nến luôn. Cắm hết lên. Xinh quá. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Rồi, thank you cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha cả nhà ơi.
tiếp tục ủng hộ cho em, cho kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog, và chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, gặp nhiều may mắn, thuận lợi nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giùm em nhé. Thank you cả nhà. Để con chúc cho mẹ.